Rồi, hello anh em ha. Thì báo cho anh em một tin vui. Đó là hết cách ly rồi. Đó, nhanh không anh em? Đó, thì có nghĩa là gì nè? Giải thích sao cho anh em hiểu đó. À, có nghĩa là gì nè? Có nghĩa là một cái người trong xóm mình làm việc và có cái người nhiễm Covid đó đi ngang qua và tiếp xúc với người đó mà có bịt khẩu trang nha anh em. Thì bây giờ người ta hôm qua người ta rào lại hết để anh em xét nghiệm á. Rồi xét nghiệm xong hết rồi, không ai bị nhiễm rồi thì người ta mở rào, rất là may mắn cho mình. Phút 90 bù giờ, may mắn. Không thôi tự nhiên ngủ một đêm tới sáng là cộng số 8 siết tay anh rồi ha. Giờ chỉ là cách ly cái nhà mà cách ly cái nhà mà bị nghi là nhiễm thôi, nhưng mà vẫn quan sát 14 ngày nha anh em. Rồi bây giờ anh em vẫn bình thường nha anh em. Không có gì đâu nha anh em. Đó, vẫn bình thường nha. Đó, rất là may mắn luôn. Có thể nói là may mắn đúng không nào? Anh em may mắn đúng không? May mắn là không bị cách ly. Có nghĩa là cái người mà nhiễm sát bên luôn á. Nhiễm á là người ta không có nhiễm. Có nghĩa là người ta bịt khẩu trang và cái người có tiếp xúc với cái người bị nhiễm Covid á, thì bây giờ là đem cái người đó đi để cách ly, để quan sát tình hình coi thử có nhiễm không. Là chứ không phải là cái người ở sớm mình nhiễm F1, F2 đúng có không? Nghĩa là chỉ tiếp xúc với người đó và có bịt khẩu trang thôi đó, và cho nên mình mới được lưu thông á, mình được bình thường. Và bây giờ hôm nay là bình thường nha anh em, kết quả rất là khả quan, rất là tốt, bình thường hai bên nè, không có gì nha anh em. Rồi may mắn luôn anh em ơi. Rồi anh em giao dịch bán xe bình thường nha anh em. Mua đồ ăn bình thường nha em. Có điều không đi massage được thôi nha. Massage là bị chắc liền. Rồi xong rồi anh em ơi. Bình thường rồi nha anh em. Đó, anh em rảnh thì cứ ghé nha anh em. À, mình thích cái đồ titan này ghê. Thì bữa mình lên clip xe mập nha, xe mập bán nè. Mập đi lại đi xong rồi bán rồi nhớ 800 nè. Thì bữa mình quay video cho anh em xem. Cổ này mình đã ra bán riêng má, cổ titan nhẹ ghê nè. Cổ titan siêu nhẹ luôn á. Mình thích đồ titan ghê. Đó, thấy chưa? À, còn cái dĩa này rất là đẹp luôn. Dĩa này chỉ làm trưng thôi. Dĩa titan nè. Cái này không mà mấy triệu anh em, gần 7 triệu á, luôn ốc á. Rất là đẹp luôn, bằng titan. Đó giờ chắc anh em ít thấy cái này ha. Đó giờ anh em ít thấy cái loại này đúng không anh em? Đó, thấy không? Chở chữ với 800 luôn. Cái này để giờ để chân thôi. Rất là đẹp. Đó. Titan luôn. Quay cho anh em xem. Toàn bộ là titan luôn anh em. Rất là thích luôn. Cổ này rất là nhẹ. Cổ titan đẹp. Đó, thì bữa mình sẽ lên sóng em này nha. Ai mua con này mới ngon nè. Thay 3 bình, thay 4 bình nhất mới 300V luôn, thay lọc nhất mới luôn là mới bán cho anh em. Rất là ngon luôn. Giá chỉ 16 mấy thôi, mình sẽ quay clip cận cảnh cho nhiều đồ chơi luôn. Giá 800. Odo 12.000 mấy thôi anh em. Biển số thành phố Hồ Chí Minh luôn. Đó. Còn cái này để ráp vô xe kia. Rồi, thì hậu cách ly ngày đầu tiên thì được mập nhỏ với 900 nha anh em. Mua thịt heo với lại rau qua tiếp tế. Nói chung á, bây giờ có tiền tỷ cũng như là có tiền nghèo thôi à. Nghèo cũng như giàu thôi à. Bây giờ là nghèo cũng như giàu em, có nghĩa là mình không ra được luôn á anh em. Đó là chỉ là lấy đồ ăn á, quay cho anh em xem, tại ở đó công an người ta cũng ngại ngại quay á anh em. Đó thì mình chỉ ra lấy đồ ăn được thôi. Đó là đầm mập nhỏ tiếp tế này nè. Thì giờ mình vô làm món ăn đỡ qua ngày nha anh em. Đó, ok. Bây giờ là một gói khi đói bằng một nắm khi no đúng không? Bây giờ đi ra ngoài mua cũng đâu được, mà ship người ta cũng ngại lắm em. Ngại mấy khu vực cách ly này, người ta ngại ship lắm. Đó, rồi. Vô mình bỏ tủ lạnh nè. Anh em mình chế biến này. Chuẩn bị 21 ngày nào nấy như xì ke à. Tiên thì mập nhỏ và mập lớn đã tiếp tới liên thực hai người anh em của mình nha. Đó đúng là anh em hoạn nạn có lúc này nè. Thì đó, rau cho mấy anh em. Đủ, rau đầy đủ. Đây và là xe cái giấy 8 của mập nè.